Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Việt Nam bị xếp vào top bị lừa đảo qua mạng hàng đầu thế giới. Ngày 8 tháng 3, báo Tuổi Trẻ Online giật tít, muôn kiểu cáo mượn oai hùm trên không gian mạng. Theo đó, gần đây trên Facebook xuất hiện đầy rẫy tài khoản tự xưng là cơ quan tổ chức đảm nhiệm việc giúp các nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng. Tuổi Trẻ Online cho rằng đáng lo nhất vẫn là những trang mạo danh cơ quan có thẩm quyền trên không gian mạng, phát tán nhiều thông tin với ý đồ lừa đảo người dùng theo kiểu cáo mượn oai hùm. Cũng logo, tên gọi, địa chỉ hẳn hoi. Hình nền còn có những hoạt động thường ngày của lực lượng chức năng, copy từ trang thông tin của các cơ quan hợp pháp, khiến người quen bị làm giả thành thật. Hình ảnh bày trên trang Tuổi Trẻ Online. Tuổi Trẻ Online cho biết các trang ảo này cũng phát đi những thông tin, những vụ án chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao, kèm theo thông báo. Thoạt nghe qua có vẻ mang đầy lòng tốt, sẵn sàng tiếp nhận trình báo của nạn nhân và giúp đỡ lấy lại tiền bị mất. Theo Tuổi Trẻ Online, một số nạn nhân do đang suy sụp tinh thần sau cú lừa tiền tỷ, vội tin rằng đã gặp được quý nhân nên nhanh chóng tương tác và thao tác theo hướng dẫn. Và một lần nữa, nạn nhân lại rơi vào bẫy lừa đảo khi thông tin cá nhân, chi tiết sự việc và các tài khoản ngân hàng đều rơi vào tay kẻ xấu. Sau đó, kẻ gian biến mất, nạn nhân mất tiền lần thứ hai. Màn kịch lừa người vừa bị lừa thành công trong thời gian rất ngắn. Tuổi Trẻ Online phân tích đánh đúng vào tâm lý nôn nóng muốn lấy lại khoản tiền vừa bị mất của người dân để kẻ lừa đảo khai thác triệt để điểm yếu của con mồi và chúng đã rất thành công. Đồng thời, Tuổi Trẻ Online đưa ra lời khuyên gọi điện cho cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh thông tin để tránh rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang. Hình ảnh một trang mạng giả danh công an. Dường như phóng viên viết bài này của Tuổi Trẻ Online không sống tại Việt Nam. Bởi người đang ở Việt Nam đều biết gọi điện cho cơ quan chức năng hơn 80-90% là không có ai nhấc máy. Nếu có người nghe máy thì cũng chỉ là những câu trả lời chung chung, mơ hồ, không có hướng dẫn nào cả. Mà hỏi thì nhiều khi sẽ ăn mắng. Còn trên báo trực tiếp ư, lại chỉ là ghi nhận thông tin rồi im lặng dài hạn. Nạn nhân sẽ không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tình trạng lừa đảo trên mạng thì ở quốc gia nào cũng có, thủ đoạn cũng tương tự nhau. Nhưng tại sao ở Việt Nam lại đặc biệt nhiều về số vụ việc, số nạn nhân và cả số tiền bị mất? Theo báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng năm 2023 do Liên minh chống lừa đảo toàn cầu và Dự án xã hội chống lừa đảo phối hợp công bố cho thấy, trong khi cả thế giới là 53 tỷ USD, thì riêng Việt Nam chiếm tới 16 tỷ USD. Việt Nam bị xếp vào top quốc gia bị lừa đảo hàng đầu thế giới. Nhà nước Việt Nam luôn đổ lỗi cho nạn nhân, cho sự khờ khạo của họ, nhưng không, chưa bao giờ thử đặt vấn đề xem trách nhiệm của nhà nước ở đâu. Hình ảnh kinh tế suy thoái, kiệt quệ, nhiều khu chợ ế ẩm. Trên thực tế, cuộc sống ở Việt Nam quá bế tắc và ngột ngạt, sự thành bại hoàn toàn dựa vào may rủi. Luật pháp và chính sách nhà nước thì không ổn định. Sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng, khiến cho việc đầu tư và cả công ăn việc làm của người dân bấp bênh theo. Thêm vào đó, tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài khiến người dân kiệt quệ, mệt mỏi. Đó là lý do tại sao người Việt cứ phải đi cầu may, rồi dần già mê tín dị đoan mới có đất phát triển. Điều này hoàn toàn tương tự đối với tình trạng lừa đảo qua mạng. Những người thất nghiệp hoặc thu nhập không ổn định luôn muốn có việc làm để tăng thu nhập và sập bẫy lừa làm việc online. Muốn có vốn làm ăn hay cần tiền giải quyết khó khăn trước mắt thì sập bẫy vay tiền qua app. Đã bị lừa rồi, lại bị lừa lần nữa bởi họ mất phương hướng, chơi vơi, không có ai giúp đỡ hoặc ít nhất giải thích cặn kẽ để họ hiểu ra vấn đề. Nhờ cơ quan chức năng à, đừng đùa. Còn nhớ những nạn nhân buôn người ở Campuchia khi được giải cứu đưa về Việt Nam qua cửa khẩu còn phải nộp phạt vì xuất cảnh trái phép kèm theo lời phán đại ý là ngu thì ráng chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Vì sao Việt Nam bị xếp vào top bị lừa đảo qua mạng hàng đầu thế giới? Việt Nam áp thuế mới, lợi bất, cập hại. Ngày 7 tháng 3, VOA tiếng Việt dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế cho hay doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo dừng đầu tư tại Việt Nam nếu không được bù khoản thuế mới. Theo đó, các công ty đa quốc gia lớn của nước ngoài cho biết họ có thể dừng các kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam trong trường hợp không có trợ cấp để giúp bù đắp chi phí của khoản thuế bổ sung mới. VOA nhận xét,
Việt Nam được xem là một trong những nơi hưởng lợi nhiều nhất từ tình trạng các công ty chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc nhằm giảm thiểu tác động căng thẳng Trung-Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc tăng thuế cùng với các vấn đề về cung cấp điện, các rào cản pháp lý và tăng lương có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho biết năm nay Việt Nam đã áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các công ty đa quốc gia lớn, một sáng kiến do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế chủ trì. Theo đó, các biện pháp khuyến khích giảm thuế suất xuống chỉ còn 5% sẽ không còn nữa. Có nghĩa là một số công ty đa quốc gia sẽ phải nộp thuế bổ sung để đáp ứng mức thuế suất 15%. Hãng tin quốc tế cho hay một số công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng các cam kết về mức thuế thấp mà họ đã đưa ra để thu hút đầu tư, đồng thời nói thêm rằng đầu tư mới sẽ khó khăn nếu không có biện pháp bù đắp khoản thuế bổ sung. VOA cũng cho biết chính phủ Việt Nam đã cam kết trợ cấp mới trong nửa đầu năm ngoái, nhưng lại chậm đưa ra bất kỳ khoản trợ cấp nào. Vào tháng 12 năm 2023, Việt Nam ban hành dự thảo nghị định nêu rõ các khoản trợ cấp và các điều kiện mới để được trợ cấp, chẳng hạn như được phân loại là công ty công nghệ cao. Nhưng nhiều khía cạnh quan trọng vẫn chưa được xác định, chẳng hạn như quy mô của quỹ trợ cấp mới và không có thời gian biểu rõ ràng để phê duyệt các phương thức này. Theo hãng tin quốc tế, đại diện các công ty đa quốc gia hôm thứ Ba, năm tháng 3, đã nêu lên mối lo ngại với các quan chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy mô, phạm vi và khả năng tiếp cận các ưu đãi theo kế hoạch. Hình ảnh nhà máy Lego đang xây dựng ở Bình Dương. Một đại diện của tập đoàn Lego, công ty đang đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam, đã đặt câu hỏi liệu các công ty không được xếp vào loại công nghệ cao như Lego có đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào được nêu trong dự thảo nghị định hay không. Các quan chức Việt Nam trả lời là không. Người đại diện của công ty Amcor Technology của Hoa Kỳ, công ty đang xây dựng một nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD tại Việt Nam để lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn, cho biết họ đã phải vật lộn để được phân loại là một công ty công nghệ cao. Theo VOA, thông qua thuế bổ sung, chính phủ Việt Nam ước tính doanh thu thuế bổ sung hàng năm là 14,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 591 triệu USD từ 122 công ty nước ngoài, và cho biết họ có ý định sử dụng số tiền thu được này để cung cấp tiền mặt cho các công ty đầu tư. Tuy nhiên, các quan chức Việt Nam nói rằng khoản trợ cấp mới này sẽ không được bù trực tiếp cho gánh nặng thuế gia tăng theo quy định của sáng kiến thuế tối thiểu toàn cầu. Theo đó, mối liên hệ trực tiếp sẽ vi phạm thỏa thuận quốc tế đằng sau sáng kiến này và có thể dẫn đến việc chuyển doanh thu bổ sung sang nước sở tại của các công ty đa quốc gia, mặc dù các biện pháp thực thi thì vẫn chưa rõ ràng. Đối với một số công ty, các khoản trợ cấp mới có thể chi trả một phần lớn, nếu không phải là tất cả, chi phí thuế bổ sung, các chuyên gia am tường các cuộc thảo luận về vấn đề trợ cấp cho biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam áp thuế mới, lợi bất cập hại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.